Khác biệt để tạo nên những giá trị riêng không thể trộn lẫn. Khác biệt để mang đến những trải nghiệm độc đáo và những lợi ích đầu tư vượt trội. Hãy cùng cảm nhận sự khác biệt với thương hiệu khách sạn nổi tiếng Fusion Suites Vũng Tàu mang đẳng cấp dịch vụ 5 sao để tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng thiên đường lý tưởng. Bà Rịa Vũng Tàu được ví như trái tim của du lịch biển ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Sở hữu vị trí chiến lược tiếp giáp vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 1 giờ 30 phút bằng đường thủy và đường bộ. Kết nối khu vực miền Tây bằng tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành đang dần hoàn thiện. Đặc biệt, cách sân bay quốc tế Long Thành 1 giờ và kết nối tuyến đường cao tốc đường sắt tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu và đường cao tốc xuyên Á. Tọa lạc tại trung tâm du lịch của thành phố Vũng Tàu với 3 mặt tiền: Trương Công Định, Phan Bội Châu, Nguyễn Công Trứ, sát đường Hạ Long, một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Cách công viên và biển bãi trước chưa đầy 2 phút đi bộ, Fusion Suites Vũng Tàu sở hữu tầm nhìn tuyệt hảo hướng ra biển và toàn bộ khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu. Một thiết kế được chăm chút từng chi tiết để tạo ra sự khác biệt. Khối công trình nổi bật khi nhìn từ xa với những ô kính xen kẽ màu xanh ngọc cùng những đường xích sắt tạo cảm giác kết nối đến khu vực sảnh chờ trên không. Không gian bên trong tối giản với thiết kế trẻ trung tinh tế, nhưng mỗi phòng đều có cửa sổ hướng biển đón nhận nguồn ánh sáng tự nhiên để du khách cảm nhận được trọn vẹn bầu không khí năng động của thành phố Vũng Tàu. Trải nghiệm hình thức di chuyển độc đáo với cầu thang ống trượt xoắn ốc được bố trí nằm ở giữa sảnh chờ hành lang thông giữa hai tầng nhằm thay thế cho việc di chuyển bằng thang bộ hoặc thang máy truyền thống. Đây cũng là điểm nhấn về thiết kế và kiến trúc dành cho du khách trải nghiệm thú vị từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc kỳ nghỉ. Fusion Suites Vũng Tàu còn sở hữu 8 hồ bơi trang bơ được bố trí tại góc nhìn hướng biển đẹp nhất tại hầu hết các tầng căn hộ, mang đến cho du khách những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất trong không gian yên tĩnh và riêng tư. Khác biệt với dịch vụ tiện ích hoàn hảo mang đẳng cấp 5 sao, cùng thả mình vào không gian êm ái của Iris Spa với những mùi hương ngọt ngào thư thái để tận hưởng các liệu trình chăm sóc sức khỏe đặc trưng, hay ngâm mình vào làn nước mát lành của khu hồ bơi trong sắc tím, thư giãn nhẹ nhàng tinh khiết cùng với hệ thống phòng tập gym và yoga được trang bị hiện đại cao cấp. Hệ thống salon làm đẹp bao gồm phòng makeup, hair salon được bố trí hài hòa, đảm bảo cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu làm đẹp hoàn hảo. Cà phê Sơn Phường Press and Go ở tầng trệt là một không gian xanh mát với đường nét, màu sắc trẻ trung, tinh tế và thiết kế mở, phục vụ các loại bánh ngọt, bánh nướng, salad, xe kem, các loại cà phê, trà và nước giải khát tùy chọn. Nhà hàng Zen được bố trí tại tầng gác mái, được thiết kế với không gian trong và ngoài trời, mang đến cho bạn một không gian ẩm thực đa dạng, đặc sắc. Nhà hàng cung cấp bữa ăn sáng tự chọn, bữa trưa và tối phục vụ theo chủ đề. Các đầu bếp của nhà hàng ưu tiên chọn nguồn nguyên liệu địa phương tự nhiên, tươi ngon, chú trọng đến cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe của du khách. Hồ bơi vô cực nằm tại tầng thượng với không gian mở tràn ra thiên nhiên là nơi lý tưởng để thư giãn và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Quầy bar bên hồ bơi tạo nên một không gian giải trí sôi động với những bữa tiệc âm nhạc cùng DJ hay các màn trình diễn bartender độc đáo. Thiết kế các dịch vụ trong trẻ chất lượng vào dịp cuối tuần, nanny, đặc biệt dành cho các bậc cha mẹ trẻ với các hoạt động trong nhà và ngoài trời. Đào Jones Bar là nơi sẽ tổ chức đấu giá các loại đồ uống đặc biệt hàng ngày. Mức giá tùy thuộc vào nhu cầu du khách, tạo ra sự khác biệt và niềm vui cho người tham gia. Khác biệt với nhà quản lý mang đẳng cấp quốc tế, tập đoàn Fusion. Fusion là tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng đầu tiên trên thế giới, tích hợp toàn diện việc lên ý tưởng, thiết kế, phát triển cho đến khâu quản lý, vận hành dự án. Với các dự án đã thực hiện, Fusion luôn đảm bảo gia tăng lợi nhuận song song với đẩy mạnh phát triển và cân đối chi phí vận hành. Đặc biệt, tập đoàn luôn đảm bảo các giá trị cốt lõi của Fusion được thực thi trong mỗi giai đoạn phát triển dự án, đồng thời vẫn tạo ra sự cân bằng giữa yêu cầu của du khách, các đối tác, nhà đầu tư. Khác biệt với lợi ích đầu tư siêu hấp dẫn chưa từng có, chủ đầu tư Holdico cam kết chia sẻ 35% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận kinh doanh của toàn khách sạn và không thấp hơn 8% mỗi năm trên giá bán căn hộ với thời gian cam kết được lên tới 10 năm. Chỉ cần thanh toán 40% giá trị căn hộ để sở hữu, hỗ trợ vay ưu đãi với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến thời điểm dự án bắt đầu bước vào khai thác. Giá trị gia tăng của bất động sản theo thị trường. Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được 15 ngày nghỉ miễn phí mỗi năm và cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại Fusion Suites Vũng Tàu. Fusion Suites Vũng Tàu, một viên ngọc xanh giữa lòng thành phố biển thơ mộng, đang chờ bạn cùng khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt.